thần tiên số thứ 7 ngày hôm nay, Yến Linh, Mai Lan, Hồng Gấm, Ngọc Minh xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe cùng lời chào thương mến. Ca khúc vừa rồi cũng đã mở đầu chương trình ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Yên Lam, bài hát Vườn Hoa Của Con. Qua phần biểu diễn của các bé thiếu nhi HKB Kids và vũ đoàn HKB trình bày. Kính thưa quý vị khán giả, Giai Điệu Thần Tiên là chương trình ca nhạc nghệ thuật dành cho các bé thiếu nhi do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh thành phố, sân khấu Sen Hồng, đài truyền hình và Trung tâm đào tạo nghệ thuật HKB Entertainment phối hợp tổ chức. Chương trình được thu hình và phát sóng trên đài truyền hình cũng như trên kênh YouTube Giai Điệu Thần Tiên. Ba mẹ và các bé yêu thân mến, chương trình Giai Điệu Thần Tiên không chỉ dành riêng cho các bé đâu nha, mà ba mẹ cũng có thể xem chương trình cùng với các bé nữa. Bởi vì trong chương trình, ngoài phần góp mặt của các ca sĩ nhí nè, các nhóm nhạc thiếu nhi, còn có phần góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng nữa đó. Quý vị khán giả và các bé yêu thân mến, tiếng Việt chính là tiếng mẹ đẻ của tất cả chúng ta. Và chúng ta đã được học tiếng Việt từ khi còn rất là nhỏ, đúng không nào? Vì thế, chúng ta phải gìn giữ tiếng Việt như là một cách để yêu thương quê hương, đất nước, con người Việt Nam này. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng gặp gỡ quán quân chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014, Du Uyên Nhi và ca sĩ Kayo Yok, một ca sĩ người Mỹ nhưng lại có khả năng nói và hát tiếng Việt rất điêu luyện, qua một sáng tác của chú Hà Quang Minh viết lời và nhạc của chú Đức Trí. Đó chính là ca khúc Thương Ca Tiếng Việt. Giao bên bạn quen cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ có người giữa chính phủ, ngồi mỏi mòn đời chờ chính phủ, hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Sau, tiếng Việt còn cho mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sáng son. Cho sau này ai còn niềm vương. Tiếng Việt trên dòng sông có điều, nắm ai buồn, ai chờ ai bên.
viết con đò đêm tiếng hò ai bay rồng rộng hò tìm người về quê hương mang cánh đồng hiền hòa người thương. Tiếng Việt con cho mọi người, người Việt con thì có nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn dấu. Tiếng Việt con cho mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Tiếng Việt con cho mọi người, người Việt con thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọc ngàn dấu. Tiếng Việt con cho mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son.
bài hát có tên là Quả do phần thể hiện của bé Tú Anh. Quý khán giả thân mến, chương trình Giai điệu thần tiên không chỉ dành riêng cho các ca sĩ chuyên nghiệp đâu nha, mà còn mở rộng đến các bạn ở trường học nữa đó. Chính vì thế mà tiết mục sau đây là phần biểu diễn của các bạn học sinh đến từ trường tiểu học Lương Định Của qua tiết mục múa Gút Xinh. Nên là con sẽ cố gắng tập luyện và đi học đều trong hè này.
Còn cô bé dễ thương Mai Lam thì sao con? Dạ, mặc dù là hẹn đã được một tháng rồi nhưng mà con vẫn chưa biết bơi, nên là con dự định tuần sau sẽ cùng với mẹ của mình đi đăng ký một khóa học bơi để hết hè này con có thể biết bơi. Wow, nghe rất là thú vị đúng không nè? Và cô Linh chúc cho các con sẽ thực hiện một cách tốt nhất những kế hoạch của mình nha. Sau đây là một món quà thật là đặc biệt dành tặng cho các bạn trong hè này nha. Một sáng tác rất là dễ thương của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc Vào Hạ, và phần trình bày của các bạn trong nhóm HKB Team. Nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm làm lẻ kim chôn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo dơ vua về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Cha đặt cha cha đặt cha cha đặt cha cha, dì dào ngon héo mây thở than qua mức khóm cây. Chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thước qua tầm tay, kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhau to câu chuyện nắng mưa trần gian. Cha đặt cha cha đặt cha cha đặt cha cha, ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếp người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy đắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người những yêu thương trong cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình phơi phới bạn nào xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời. Hạ ơi, lên cao hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặn lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo dơ vua về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Cha đặt cha cha đặt cha cha đặt cha cha, dì dào ngon héo mây thở than qua mức khóm cây. Chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thước qua tầm tay, kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhau to câu chuyện nắng mưa trần gian. Cha đặt cha cha đặt cha cha đặt cha cha, ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếp người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy đắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người những yêu thương trong cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình phơi phới bạn nào xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời. Hạ ơi, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chương trình rất mong muốn được nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp từ phía khán giả để chương trình ngày càng một hay hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email của chương trình Lê Thị Hằng Phiên, hkpa@gmail.com. Trước khi chào tạm biệt, mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thập Nhất, ca khúc Nụ Cười Tuổi Thơ qua phần biểu diễn của HKB Kids. Còn bây giờ thì Yến Linh cùng với các bé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Giai Điệu Thần Tiên số sau nhé.